Tại Hà Nội, công ty Herbalife Việt Nam phối hợp với báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, tổ chức hành trình sức khỏe trực tuyến. Sự kiện này là một phần trong chiến dịch dinh dưỡng lành mạnh, sẵn sàng tiến bước của Herbalife Nutrition. Nội dung chương trình xoay quanh các chủ đề về xu hướng các bệnh không lây nhiễm hiện nay ở người Việt, vai trò của các nhóm hỗ trợ để khuyến khích lối sống năng động và dinh dưỡng lành mạnh, để trái tim khỏe mạnh. Cùng phần thảo luận và hỏi đáp với các chuyên gia diễn giả là tiến sĩ Luis Inaro, giải Nobel Y học năm 1998, thành viên Ủy ban Cố vấn Dinh dưỡng của tập đoàn Herbalife Nutrition, phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Vũ Thị Thanh Huyền, trưởng khoa nội tiết cơ xương khớp Bệnh viện Lão Khoa Trung ương. Chương trình Hành trình Sức khỏe là một phần trong các nỗ lực của Herbalife nhằm phổ biến kiến thức dinh dưỡng cho cộng đồng. Trước đó, đơn vị đã trao học bổng cho 20 sinh viên và bác sĩ nội trú xuất sắc thuộc Đại học Y Hà Nội với tổng giá trị hơn 345 triệu đồng.